Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin tiếp theo trên kênh Phụ Nữ TV. Xin gửi tới các bạn những thông tin cập nhật về giá hồ tiêu sáng nay, ngày 5 tháng 7 năm 2023. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ và ngày làm việc hiệu quả. Các bạn xem video hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, giá hồ tiêu hôm nay ngày 5 tháng 7, thị trường xuất khẩu tăng tại Indonesia, trong khi đó giá tiêu xô trong nước ổn định. Kết thúc phiên giao dịch ngày 4 tháng 7, cộng đồng hồ tiêu quốc tế điều chỉnh tăng đối với giá tiêu đen và tiêu trắng xuất khẩu ở Indonesia. Trong khi đó, ở các quốc gia sản xuất và xuất khẩu hồ tiêu chính khác vẫn duy trì ổn định. Cụ thể, trong phiên vừa qua, giá tiêu đen xuất khẩu tại quốc gia này tăng thêm 4 USD trên tấn, với mức tăng là 0,11% và lên mức giao dịch là 3.730 USD trên tấn. Trong khi đó, giá tiêu trắng xuất khẩu tăng 6 USD trên tấn với mức tăng là 0,09% và lên giao dịch ở mức là 6.382 USD trên tấn. Giá tiêu đen xuất khẩu của Brazil duy trì ổn định ở mức 3.050 USD trên tấn. Tại Malaysia, giá tiêu đen xuất khẩu giao dịch ổn định ở mức 4.900 USD trên tấn. Giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam loại 500g trên lít và 550g trên lít trong phiên vừa qua vẫn duy trì ổn định với mức giá là 3.500 USD trên tấn và 3.600 USD trên tấn. Còn giá tiêu trắng xuất khẩu là 5.000 USD trên tấn. Thưa các bạn, thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam cho thấy tháng 6 năm 2023, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt 25.000 tấn, trị giá là 92 triệu USD, giảm 13,6% về lượng, nhưng tăng 2% về trị giá so với tháng 5 năm 2023. So với tháng 6 năm 2022, tăng 3,4% về lượng, nhưng giảm 8,2% về trị giá. Tính chung 6 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam ước đạt 156.000 tấn, trị giá là 498 triệu USD, tăng 26,6% về lượng, nhưng giảm đi 11% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Tháng 6 năm 2023, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu của Việt Nam ước đạt 3.667 USD trên tấn, tăng 18,1% so với tháng 5, nhưng giảm đi 11,3% so với tháng 6 của năm 2022. Tính chung 6 tháng đầu năm 2023, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu của Việt Nam ước đạt 3.184 USD trên tấn, giảm mạnh tới 29,7% so với cùng kỳ của năm 2022. Thưa các bạn, về tình hình giá hồ tiêu trong nước sáng nay, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ ghi nhận giá tiêu thu mua ổn định ở các địa phương trồng tiêu trọng điểm, với mức giá được thu mua từ 68.500 đồng tới 70.500 đồng một kg. Ghi nhận tại hai địa phương là tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông, giá hồ tiêu sáng nay thu mua quanh mức là 70.000 đồng một kg. Trong khi đó, tại tỉnh Gia Lai, sáng nay thu mua với mức giá là 68.500 đồng một kg. Giá hồ tiêu tại tỉnh Phú Yên sáng nay ghi nhận ở mức là 68.600 đồng một kg. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giá tiêu hiện đang được thu mua quanh mức 70.500 đồng một kg. Giá tiêu tại tỉnh Bình Phước ghi nhận ở mức là 70.000 đồng một kg và tại tỉnh Đồng Nai, mức giá là 69.500 đồng một kg. Thưa các bạn, theo bản tin của Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, thì tháng 6 năm 2023, giá tiêu đen tại thị trường nội địa giảm mạnh do nhu cầu từ Trung Quốc giảm. Việc thu mua liên tục từ đầu năm đến nay đạt gần 50.000 tấn, cho thấy có thể nguồn hàng dự trữ đã được Trung Quốc mua gần đủ, nên họ chưa cần thiết để mạnh tay mua thêm. Theo đánh giá, thị trường trong nửa đầu quý 3 năm 2023 chưa có gì sáng sủa, lực mua yếu từ châu Âu và Mỹ duy trì trong khoảng thời gian dài, cùng với nhập khẩu Trung Quốc suy giảm giữa bối cảnh lãi suất có thể tiếp tục tăng khiến thị trường hồ tiêu ảm đạm. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi những thông tin cập nhật về giá hồ tiêu sáng nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.